Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính đáng chú ý. Sáng 28 tháng 6 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump bắt đầu cuộc tranh luận đầu tiên trước cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 với vấn đề kinh tế được đưa ra tranh cãi trước. Hai ứng viên không bắt tay khi bước lên sân khấu, không có khán giả trực tiếp trong cuộc tranh luận được tổ chức bởi đài CNN. Hai đối thủ tranh cử cũng không bắt tay khi tranh luận vào năm 2020, khi đó do quy định phòng chống COVID-19. Mở đầu cuộc tranh luận, những người điều phối chương trình là Jake Tapper và Dana Bass, cả hai đều là người dẫn chương trình tin tức nổi tiếng của CNN, công bố các quy định cơ bản cho cuộc tranh luận giữa ông Trump và Biden. Cuộc tranh luận mở đầu về vấn đề kinh tế với câu hỏi đầu tiên dành cho Tổng thống Biden. Kể từ khi ông nhậm chức, giá cả các mặt hàng thiết yếu tăng lên. Ví dụ, một giỏ hàng tạp hóa trước đây giá $100, giờ đây có giá hơn $120 và giá nhà trung bình tăng tới hơn 30%. Ông sẽ nói gì với các cử tri, những người đang cảm thấy tình hình xấu đi dưới nhiệm kỳ tổng thống của ông so với thời kỳ tổng thống Donald Trump? Ông Biden đã trả lời bằng cách chỉ trích cách lãnh đạo của ông Trump trong đại dịch COVID-19 và cuộc suy thoái kinh tế như đã xảy ra, một hậu quả của nó. Khi được hỏi liệu mức thuế quan 10% ông đề xuất nhằm vào tất cả các hàng hóa nhập khẩu có làm tăng chi phí hay không, cựu tổng thống Trump đã nói không. Ông Trump sau đó chỉ trích ông Biden nói rằng ông Biden kế nhiệm thì nước Mỹ gần như không có lạm phát, trong khi chỉ vài phút trước đó, ông Biden đã kích ông Trump về tình trạng mất việc làm trong nhiệm kỳ của mình. Lặp lại một trong những dòng khẩu hiệu thường thấy trên đường vận động tranh cử bằng cách so sánh với tổng thống thời kỳ đại khủng hoảng Herbert Hoover về vấn đề việc làm, cựu tổng thống Trump tuyên bố rằng sự tăng trưởng việc làm trong thời kỳ tổng thống Biden chỉ là tình trạng phục hồi sau các lệnh phong tỏa do đại dịch gây ra, sự kiện gây ra tổn thất tạm thời với nền kinh tế Mỹ. Theo CNN, gần 22 triệu việc làm bị mất dưới thời ông Trump vào tháng 3 và tháng 4 năm 2020, khi nền kinh tế toàn cầu sụp đổ do đại dịch. Mỹ bắt đầu khôi phục việc làm ngay lập tức dưới thời ông Trump nhờ các biện pháp cứu trợ và phục hồi quan trọng và tăng hơn 12 triệu việc làm từ tháng 5 năm 2020 đến tháng 12 cùng năm. Quá trình phục hồi tiếp tục sau khi ông Biden nhậm chức, Mỹ đạt và vượt qua tổng số việc làm trước đại dịch vào tháng 6 năm 2022. Kể từ đó, Mỹ đã thêm gần 6,2 triệu việc làm. Tuy nhiên, những công việc đã tạo ra không phải tất cả đều nhờ vào tình trạng phục hồi. Mọi người không đơn giản chỉ quay trở lại với công việc cũ của họ. Đại dịch đã làm thay đổi mạnh mẽ cảnh quan việc làm ở Mỹ, CNN nhấn mạnh. Cựu Tổng thống Donald Trump đã thách thức ông Biden thực hiện một bài kiểm tra nhận thức. Ông không tin ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ có thể vượt qua bài kiểm tra này. Tuy nhiên, ông Trump không cho biết ông đã làm bài kiểm tra gì và điểm số là bao nhiêu, gây khó khăn cho việc xác minh tuyên bố của ông. Sau khi mỗi ứng cử viên đưa ra phát biểu kết thúc kéo dài 2 phút, cuộc tranh luận kết thúc nhanh chóng và các ứng cử viên ra về, bước khỏi sân khấu gần như ngay lập tức. Bà Jill, vợ Tổng thống Biden, đợi cánh gà để chào đón chồng bà. Về phía ông Trump, trong 2 phút cuối, ông cáo buộc Tổng thống Biden đã để chiến tranh nổ ra trên khắp thế giới và để vấn đề nhập cư diễn biến phức tạp. Về phía ông Biden, trong phần phát biểu khép lại màn tranh luận, ông Biden nói rằng nước Mỹ đã được tiến bộ đáng kể về các vấn đề như thuế và khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sau thất bại trong thời gian ông Trump nắm quyền. Ông cũng cam kết sẽ tiếp tục giảm lạm phát. Ông còn đánh giá về đề xuất tăng thuế quan 10% của ông Trump sẽ tương đương với một loại thuế đánh vào người dân thường và rằng ông Trump sẽ làm đảo lộn nỗ lực của ông Biden để tăng khả năng của Medicare trong việc thương lượng giá một số loại thuốc dành cho người cao tuổi. Cuộc tranh luận mang tính lịch sử này được phát trên đài CNN từ trường quay ở thành phố Atlanta, bang Georgia mà không có khán giả trực tiếp. Theo hãng tin Reuters, đây là cuộc tranh luận tổng thống sớm nhất trong lịch sử nước Mỹ hiện đại. Bởi lẽ, thông thường cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên được tổ chức vào những tháng mùa thu, từ là tháng 9 hoặc tháng 10, sau khi Đảng Cộng hòa và Dân chủ tổ chức đại hội để chính thức đề cử ứng cử viên tổng thống mỗi đảng. Chiến dịch tranh cử của ông Biden coi cuộc tranh luận trên là cơ hội để nêu bật thành tích và tầm nhìn của ông trong 4 năm tới, đồng thời cho thấy sự tương phản với nội dung của ông Trump. Trong một bản ghi nhớ được công bố cuối tuần qua, chiến dịch tranh cử của ông Biden cho biết, người Mỹ sẽ nhìn thấy hai tầm nhìn khác biệt về tương lai trên sân khấu Atlanta. Còn đội ngũ của ông Trump coi cuộc đối đầu là cơ hội để thể hiện sự tương phản rõ ràng của ông Trump với khả năng lãnh đạo và thành tích của ông Biden. Trong một bản ghi nhớ mới công bố, chiến dịch tranh cử của ông báo hiệu rằng ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa sẽ công kích ông Biden về vấn đề nhập cư và kinh tế. Đối với cả chiến dịch tranh cử của ông Trump và ông Biden, mục tiêu là tiếp cận đối tượng cử tri ôn hòa, độc lập, dao động ở các bang dao động. Theo nhiều cách, các cử tri sẽ là nhân tố quyết định cuộc bầu cử năm nay. Hãng AP dẫn lời ông Bill Russo, cựu quan chức chính quyền Biden đánh giá. Tổng thống Biden liên tục háng giọng hoặc ho nhiều lần trong các phát biểu của mình, khiến giọng nói của ông không được trơn tru. Nguyên nhân của tình trạng này theo bác sĩ của Tổng thống là ông Kevin O'Connor là do bị trào ngược axit dạ dày. Bác sĩ O'Connor cho biết trong một bản báo cáo sức khỏe vào tháng 2 vừa qua, ông Biden thỉnh thoảng gặp các triệu chứng bị trào ngược dạ dày thực quản. Chính vì thế ông phải hắng giọng thường xuyên hơn.
triệu chứng của Biden thường trầm trọng hơn sau bữa ăn và phải dùng thuốc Pepcid vào buổi sáng, Nexium vào buổi tối để kiểm soát axit. Ông Biden cũng vật lộn với chứng nói lắp, một vấn đề mà ông đã chia sẻ một cách cởi mở và nó đã ảnh hưởng đến ông. Trong phát biểu năm 2020, ông Biden cho biết việc nói lắp của ông không liên quan đến trí tuệ và ông nghĩ một phần của nó là sự tự tin và rằng ông phải suy nghĩ theo hướng không vội vàng. Bên cạnh đó, CNN cho biết Tổng thống Joe Biden bị cảm lạnh trong những ngày gần đây và giọng nói của ông nghe khàn đặc trong suốt cuộc tranh luận. Một quan chức trong chiến dịch tranh cử của ông Biden nói với đài CNN rằng khoảng từ 18 giờ đến 19 giờ theo giờ địa phương hôm 27 tháng 6 là khoảng thời gian gây quỹ hiệu quả nhất trong toàn bộ chiến dịch tranh cử của Tổng thống Joe Biden. Tuy nhiên, đội ngũ của ông Biden không cung cấp con số cụ thể. Khoảng thời gian này đã phá vỡ kỷ lục được thiết lập ngay trước đó vào khoảng 17 đến 18 giờ, báo hiệu ngày 27 tháng 6 là một ngày bùng nổ với quyên góp của đội ngũ ông Biden. Trước đó, chiến dịch tranh cử thu về số tiền kỷ lục của ông Biden khi đọc thông điệp liên bang.